mừng các thành viên của đội Vĩnh Long vừa thi xong phần thi hòa giải khéo của mình. Xin chào toàn thể quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn phần thi vừa rồi của đơn vị Vĩnh Long. Thưa quý vị, xen kẽ giữa phần thi hòa giải khéo là phần thi tiểu phẩm rất hấp dẫn và gay cấn. Những câu chuyện cuộc sống được tái hiện ở sân khấu này. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần thi tiểu phẩm của đơn vị tiếp theo. Các đội có thời gian 7 phút để cùng trình bày tiểu phẩm và cùng đến với thông điệp mà các đội đưa ra. Vâng, và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu để chờ đón tình huống và tiểu phẩm của đơn vị đến từ Bình Phước. Xin chào mừng. Kia ngự ở trên tường, nước sông nước giếng không hề phạm nhau. Gương kia ngự ở trên tường, nước tương nước mắm nước nào thơm hơn. Hai người này á, chắc kiếp trước đảo lộn hài cốt với nhau hay sao á. Mọi người phải hết sức bình tĩnh nghe tôi nói nè. Cộng đồng chúng ta hãy chung tay vì tương lai, bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống, bảo vệ lá phổi của chúng ta. Và sau đây phần thi tiểu phẩm của đơn vị tỉnh Bình Phước xin phép được bắt đầu. Dục cô nhạo bắt quả tang. Xóm rác nhiều là xóm rác nhiều, cái xóm rác nhiều là cái xóm rác nhiều. Trưa trưa chiều chiều, nhất rác ra đường làm cho phố không vui. Tại sao hai bà dứt rác trước cổng nhà tôi? Tôi thích vậy đó, nói quịt tẹt là tôi ghét ông. Tại sao ghét tôi? Ông có cái trại nuôi heo đúng không? Đúng. Vậy hệ thống hầm bioga của ông đúng quy trình chưa? Mùi dạ hương trừ bắt giới á, nó cứ chạy tràn ra vậy nè. Ôi, có làm ô nhiễm môi trường không? Ủa, như vậy á, có làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân không hả? Cha già mất giấc. Ê, xê nè, ở đây không thích hợp leo núi nè. Tôi nói nè, mấy cái thằng cha già mà nó làm sai nó còn tè lè cái miệng, người ta gọi là cha già cà chướng. Nè, từ nãy giờ hai bà chửi hơi nặng rồi nha. Hết cha già mất dịch, giờ tới cha già cà chướng. Bây giờ hai bà muốn cái gì? Còn ông bây giờ thì muốn cái gì? Có tin là tôi xử hai bà không? Tôi thích ông đó. Hãy xem đây, dừng tay lại. Anh Bình ơi đừng dội xuống tay giết toàn người xa rác. Mong anh hãy nghe lời tôi, dừng tay lại ơi anh Bình. Giết người là đi tù đâu anh ơi. Tôi là tôi không có giết hai bà. Sao? Mà là tôi xử hai bà. Anh định xử cái gì với anh? Xử phạt. Xử phạt thì có nhà nước người ta lo rồi nghe anh. Tào lao. Anh à, theo tôi nghĩ đâu nhất thiết chuyện gì mình cũng lôi ra chính quyền địa phương hết đâu anh chị. Ủa? Vậy á, phải làm sao? Thì tại sao chúng ta lại không ngồi lại với nhau, từ từ phân tích cái đúng cái sai cho nhau hiểu? Chịu nghe mới là lạ đó. Đất không chịu trời, trời không chịu đất, gần có giải quyết được à. Trong cái vụ việc này á, cho tụi tôi góp một vài ý kiến nha. Mà từ nãy giờ á, tụi tôi gây gỗ, mọi người nghe hết rồi hả? Chúng tôi nãy giờ đứng đằng sau đã nghe thấy hết rồi anh à. Nhưng mà anh chị là ai? Vô đây ý kiến có gì? Anh Diễn, xin hãy giới thiệu về mình đi. Chúng ta cùng giới thiệu nha. Nguyên Diễn là tôi chuyên gia giải quyết môi trường ô nhiễm tranh chấp đất đai. Tuyên truyền phổ biến chính sách chủ trương, pháp luật thượng tôn có tôi hạnh phúc. Bạo lực gia đình bất bình đẳng giới, xa điên hòa giải dạng cả đôi đường. À thì ra anh chị đây là Hòa Giải Viên. À xin lỗi mấy anh chị, tôi nghe điện thoại chút. Alo, dạ em nghe. Alo chị Phúc à, tôi thay mặt bà con xóm này cảm ơn chị rất rất nhiều nha. Dạ có gì đâu mà anh cứ gọi điện cảm ơn em hoài vậy. Cái việc á, nâng cao ý thức, tôn trọng pháp luật cho người dân là nhiệm vụ của tụi em mà. Cái vụ lùm xùm bao nhiêu năm nay ở đây giải quyết hoài không được. Nhờ có lời hay ý đẹp của mấy anh chị, bây giờ thì sao?
cái con đường giao thông nông thôn từ xã này liên thông qua xã kia. Sướng thiệt. Cảm ơn chị Phúc nhiều nha. Dạ em cảm ơn anh. Hiện tại em đang bận, em xin phép cúp máy nha. Anh Bình này, cái trại nuôi heo của anh ấy, chúng tôi nghe nói là cái hầm bioga là chưa đúng quy trình đâu. Ủa, tôi xây dựng hệ thống hầm bioga che chắn bạc đàng hoàng. Theo phản ảnh của bà con á, anh có đào hố che bạc nhưng rất là sơ sài. Bioga là phải đốt lên lửa, còn anh đào hố anh che tấm bạc lên á, vì vậy không phải gọi là bioga. Cái mùi hôi ra ngoài không khí còn rất là nhiều anh à. Mà cái điều quan trọng nhất ở đây là gia đình anh và bà con hiện đang sống trong cảnh ô nhiễm không khí và ô nhiễm cả nguồn nước nữa đó. Đó thì nhiều lần á, hàng xóm cũng qua góp ý với ổng, mà thái độ của ổng á rất là thách thức. Các cuộc tranh cãi á thì không có hồi kết. Sự việc này cần phải nên có hồi kết, nó sẽ tốt đẹp cho cả đôi bên, vì sức khỏe của cộng đồng. Mong anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ lại. Với việc làm này của anh á, xả nước thải gây ô nhiễm á, thì có thể xử lý hành chính, phạt tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng, được quy định tại khoản 2 điều 60 luật bảo vệ môi trường và điều 24 nghị định 45 năm 2022 đó anh à. Còn hai chị này, đáng nhẽ cái rác của mình ấy, mình phải để đúng nơi quy định, hay là mình phân loại rác để tái sử dụng. Đằng này hai chị lại vứt trước những cái ở nhà người ta, vứt ra công cộng là sao? Cái việc làm này á, chẳng những đã vi phạm luật bảo vệ môi trường năm 2020 mà còn có thể bị xử phạt từ 500 đến 1 triệu đồng, được quy định tại điểm C khoảng 2 điều 25 nghị định 45 năm 2022 của chính phủ đó anh chị à. Từ lúc đấy đến giờ thì chúng tôi cũng nói những cái tình cái lý, mọi mâu thuẫn xung đột đều có cách giải quyết hết. Cái điều quan trọng ấy là chúng ta giữ được cái tình làng nghĩa xóm, giữ được cái truyền thống tốt đẹp của người dân mình, Việt Nam mình đấy, phải không chị Phúc? Đúng rồi đó, chúng ta hãy vì cái chung, đừng vì cái riêng, thì tất cả mọi việc đều sẽ tốt đẹp hết. Vậy là tụi mình làm sai đó bà. Đâu có sai, mà là quá sai. Mà sai nha, là phải khắc phục. Ý anh sao? Ừ thì ý tôi sẽ không cố chấp nữa, sẽ xây dựng hệ thống hầm bioga theo đúng quy trình để xử lý nước thải nè, cũng như mùi hôi trong không khí, bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình cũng như bà con lối xóm. Anh Bình, tôi xin mời anh đứng giữa hai chị đây. Ủa, chi vậy? Để chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm. À, để tôi chụp cho, máy xịn tôi chụp cho. Đây, đây mới thực sự là một tấm ảnh đẹp với chủ đề tình làng nghĩa xóm. Bầu ơi, thương lấy bỉ cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Với nhân dân, quyền lực duy nhất là pháp luật. Với cá nhân, quyền lực duy nhất là lương tâm. Quý vị, phần thi tiểu phẩm của đơn vị tỉnh Bình Phước đến đây là kết thúc. Thay mặt cho đội dự thi, xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Dạ, xin được chúc mừng anh ba, anh tư, chị năm. Sớm làng mình đoàn kết vui vẻ ha. Giữ gìn sạch sẽ làng xóm luôn nha. Và bảo vệ môi trường. Vâng, những câu chuyện nhà ngoài phố được tái hiện sân khấu này rất hấp dẫn và sinh động đúng không ạ? À? Chúng tôi tin chắc rằng thông điệp tuyên truyền cũng như là ý thức của những được lan tỏa từ hội thi này, và trang fanpage chúng ta đang cùng tích cực theo dõi lượt xem và tăng lượt xem rất cao, và cùng đó là những sự cổ vũ rất nhiều như là Bình Phước cố lên, Vĩnh Long tuyệt vời.